trời ơi. Đây. Quá nghiệt ngã anh em ơi. Giờ chủ sân tài trợ máy cặp chân gà nên em tôi đá 20 bia nè. Đó. Phải phải mua chân gà để giữ khách lại thôi chứ mà khách về. Kèo sao Nam? Đá kèo sao 20 bia hả? Đá kèo 20 bia hả? 20 bia. 20 bia ít quá hả? Thằng Nam kêu là phải 4 thùng. Không được, anh uống cỡ 5 lon. 5 lon à. Trời ơi, mấy cái 10 rồi cho anh bộ 17 ơi. Ráng rướng mua XL được không? Đâm béo mày à, phe ta nha. Tao gồng mà cho. Hello mọi người. Ngày hôm nay mình có một trận banh thủy chiến tiếp theo tại sân Thanh Danh nha. Mưa từ lúc 5 giờ chiều tới giờ nhưng mà bóng đá thì không làm cho chúng ta chung một bước. Chúng ta vẫn đến sân. Bây giờ chỉ có phe ta thôi, còn phe địch thì không thấy đâu hết. Phe địch chắc đang cầm ly bia vô rồi. Để chân đất luôn đi. Vô luôn. Ở trên đất luôn chứ chờ. Vậy thôi. Đúng rồi, nó túi lắm luôn. Vậy thôi, đá chân đất luôn. Cất đôi giày chiến vô lại. Tâm Bèo, hôm nay cảm nghĩ của ông khi được ra sân đối đầu với chính đội đồng đội của mình thì cảm giác của ông như thế nào? Dạ. Chiến đầu tiên của Hải Nam nha mọi người. Đây anh Hải Nam đây. Rồi xong rồi, thùng bia rồi. Thấy thùng bia nó hiện hữu rồi đó. Thank you.
Nope. Nam cho biết cảm nghĩ khi mà đá vào một trận bóng trời mưa như thế này. Chạy với đá thì không mệt cho mọi người, cười mệt với đá. Tuổi thơ ù về rồi anh em ơi. Quá ù. Hôm nay mới là hiệp 1 cho mọi người, nay mới hiệp 1. Chưa hiệp 2. Còn bù giờ còn chưa thua. Chưa thua. Hai thùng bia còn đóng. Còn mưa là còn gỡ nha. Hey!
rồi, dài 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 kẹp kẹp. Nope. Rô béo nay sao á? Rô béo nay bị gì á? Nãy lấy mấy thùng bia rô béo, cái rô béo luôn.